Nga tấn công dữ dội, Avdiivka có thể sụp đổ nhanh hơn dự kiến. Ukraine chuẩn bị nhận được chiến đấu cơ F-16 kèm tên lửa tầm bắn 500 km. Quân đội Nga dần thích nghi tất cả các vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine. Tù nhân Palestine nắm giữ chìa khóa cứu sống hàng nghìn người ở Gaza. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có những diễn biến mới căng thẳng. Kênh Military Summary đưa tin, ngày 5 tháng 2, lực lượng vũ trang Nga đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho các vị trí của Ukraine bằng vũ khí hạng nặng. Một số lượng kỷ lục bom FAB đã được không quân Nga sử dụng, qua đó làm suy yếu hàng phòng ngự của đối phương để bộ binh tiếp tục phát triển cuộc tấn công ở khu vực trung tâm Avdiivka. Lực lượng Kiev gần như mất kiểm soát, không thể ổn định chiến tuyến và kịch bản xấu nhất đang đến gần. Theo kênh Jove Foreign Query, quân đội Nga xuyên thủng hàng phòng ngự và thọc sâu vào Avdiivka, tiến gần đến đường sinh mệnh của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong những ngày qua, Nga đã phát động một chiến dịch tấn công, vượt qua một phần công sự của Ukraine và chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương tại mỏ đá Avdiivka và đột nhập vào thành phố từ phía đông bắc, liên tiếp giành được vị trí mới trong quá trình phát triển và tiến về phía trước. Tại bắc Avdiivka và phía bắc thành phố, Nga tiến dọc theo đường Safonov và Lesta Ukraine. Ở phần phía nam của Uruska, dọc theo hai vành đai rừng phía nam Vestoli và giành quyền kiểm soát phần còn lại của khu vườn Raimbol. Các nhà phân tích quân sự Ukraine đã lên tiếng về tình hình nguy cấp của lực lượng vũ trang Ukraine trong hai ngày này. Các vấn đề đến từ phía đông bắc, người Nga đã kiểm soát được một phần mỏ đá và xuyên thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở phía tây, gần khu vực tư nhân. Một nhà phân tích quân sự nổi tiếng ở Kiev cho biết, bước đột phá này có nghĩa chỉ còn vài trăm mét nữa là mũi xung kích Nga đến được huyết mạch hậu cần chính của Ukraine. Trong báo cáo tối ngày 5 tháng 2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội Nga với sự hỗ trợ của không quân đã thực hiện 38 cuộc tấn công trong ngày. Trong đó, 24 cuộc tấn công gần Novobakhmutovka và Avdiivka và 14 cuộc tấn công khác gần Pervomaisky và Nevensky. Cùng ngày, chuyên gia quân sự Mikhail Vatterson nhận định, Avdiivka gần bị bao vây hoàn toàn và sụp đổ. Ông nói, mọi chuyện đang diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Các hoạt động ở Nam Avdiivka có thể là một cách để dẫn dụ Ukraine tiến hành các cuộc phản công tốn kém và giúp bớt lực lượng ra khỏi phía Bắc. Hiện tình huống có chút không rõ ràng, nhưng chúng tôi biết rằng Ukraine đúng như dự đoán đã rút khỏi khu vực phía Bắc Hồ trong bản đồ dưới đây. Ông cho biết thêm, quân đội Nga đang tiến công và chiến đấu dọc theo toàn bộ sườn phía Bắc của Avdiivka. Bước tiến đáng kể nhất là hướng tới tuyến tiếp tế huyết mạch cuối cùng, đường màu vàng, vào Avdiivka. Một số đơn vị Nga có thể chỉ còn 800 mét nữa để tiến lên cho đến khi đến được đường tiếp tế. Hiện tại, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra phía sau đường màu tím ở nhiều phía của Avdiivka. Chuyên gia quân sự nói, quân đội Nga phải có hai mục tiêu, một là trấn giữ các khu vực phía sau tuyến màu tím ở phía Bắc Ba và hai là kiểm soát khu vực còn lại về phía đường cung cấp cuối cùng, vòng tròn màu trắng số 5. Nếu họ thành công, Avdiivka sẽ bị cắt đứt và bao vây. Vậy thì việc Avdiivka thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu huyết mạch tiếp tế bị cắt đứt thì mọi hoạt động phát triển khác ở mặt trận phía đông và phía nam Avdiivka đều không còn quan trọng. Nhưng bất chấp điều đó, quân đội Nga có thể kiểm soát tất cả các thành trì của Ukraine 2, 4 và 6 ở phía đông và phía nam trong những ngày tới. Khu vực quan tâm chính chắc chắn là khu vực phía đông của đường tiếp tế, mọi thứ có thể phát triển nhanh chóng. Trong khi đó, Ukraine Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 5 tháng 2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã cố gắng tiến về 7 hướng của mặt trận và 105 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra. Báo cáo có đoạn, trong ngày, các đơn vị tên lửa Ukraine tiến hành tấn công vào một khu vực tập trung quân, hai chốt kiểm soát và hai kho đạn dược của đối phương. Nga đã phóng 7 tên lửa và thực hiện 25 cuộc không kích và 52 cuộc tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka và Zaporizhia. Trong khu vực Kherson, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của ta ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnipro khi tổ chức hai đợt tấn công nhưng đều không thành công. Mới đây, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên quân, cơ quan tham mưu cấp cao trong quân đội Ukraine, Trung tướng Sergei Nazev tiết lộ, Kiev sẽ được chuyển giao tên lửa có tầm bắn tối đa 500 km, nhiều khả năng là vũ khí gắn tên lửa tiêm kích F-16. Ông Nazev nói, trong các gói viện trợ sắp tới, Ukraine sẽ nhận được tiêm kích F-16 và tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300-500 km. Chúng sẽ giúp quân đội Ukraine đạt được nhiều thành công hơn nữa trên chiến trường.
Trung tướng Najib đã không đề cập cụ thể đến tên của loại tên lửa tầm xa mà Ukraine dự kiến sẽ nhận, nhưng theo chuyên gia quân sự từ War Zone, ông Thomas Newick, đây có thể là loại vũ khí có khả năng được gắn trên máy bay tiêm kích F-16, tương tự như dòng GASSM của Mỹ, phiên bản gốc AGM-158A GASSM có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 530 km, trong khi biến thể tăng tầm AGM-158B có thể tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách lớn hơn, với tầm bắn lên đến hơn 900 km. Biến thể này sử dụng nhiều công nghệ tàng hình, làm cho nó khó bị phát hiện và ngăn chặn hiệu quả hơn. Một ứng viên khác là tên lửa hành trình Slam Air có khả năng bắn tới khoảng cách hơn 270 km, được biết đến với tính nhạy cảm công nghệ thấp hơn so với dòng GASSM. Tên lửa này được quân đội Mỹ lưu trữ một lượng lớn trong kho. Slam Air có thể được triển khai theo chế độ bắn và quên hoặc được điều chỉnh đường bay bởi phi công sau khi phóng thông qua kết nối dữ liệu hai chiều, từ đó tăng độ chính xác của cuộc tấn công. Cho dù đó là tên lửa nào, đây đều là một bổ sung quan trọng cho quân đội Ukraine. Hiện tại, không quân của Ukraine chỉ sử dụng một loại tên lửa không đối đất tầm xa duy nhất, đó là dòng Shadow Storm Skyeager, được trang bị cho máy bay cường kích Su-24M. Việc đưa vào sử dụng thêm các tên lửa tầm xa khác sẽ gia tăng đa dạng và khả năng chiến đấu cho lực lượng quốc phòng Ukraine. Shadow Storm Skyeager đã được Kiev sử dụng nhiều lần để tấn công các mục tiêu quan trọng của Nga ở bán đảo Crimea trong các vụ tấn công gần đây nhất, đặc biệt là vụ tấn công vào tháng 12 năm ngoái. Các tên lửa này đã góp phần làm hỏng tàu đổ bộ cỡ lớn Novochekhov thuộc quân đội Nga. Trong khi đó, F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng, thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt & Whitney F-100 PW200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2, tương đương 2.400 km/h, tầm bay khoảng 4.200 km. Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cũng nhiều loại bom dẫn đường thông minh. Trong bài phát biểu, Trung tướng Najib cũng chia sẻ rằng, gần đây, Ukraine đã nhận được nhiều loại khí tài hiện đại, từ các thiết bị bay không người lái UAV cho đến các hệ thống phòng không mới. Ông nhấn mạnh rằng hiện không có quốc gia nào sở hữu kho vũ khí đa dạng như Kiev. Quan chức này cũng tiết lộ mối đe dọa lớn nhất với Ukraine hiện nay là các đòn tấn công hiệp đồng bằng tên lửa tầm xa và UAV của Nga. Ông Najib cho hay các cuộc tập kích được Moscow triển khai từ những khu vực nằm sâu trong lãnh thổ nước này khiến chúng tôi không thể đánh chặn trong phần lớn hành trình bay. Gần đây, Ukraine đã thông báo rằng tỷ lệ đánh chặn UAV và tên lửa của Nga đang thấp hơn nhiều so với các đợt không kích trong năm ngoái. Vào ngày 23 tháng 1, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã cho biết rằng các đồng minh phương Tây không cung cấp đủ hệ thống phòng không và tên lửa cho Ukraine để đối phó hiệu quả với các cuộc không kích từ phía Nga. Ông nói, chúng tôi đánh giá cao mọi thứ đã nhận được, nhưng quy mô chiến sự đòi hỏi nhiều hơn thế. Đợt tập kích của Nga nhằm vào Kiev và Kharkov cho thấy, rõ ràng cần phải cung cấp thêm các hệ thống phòng không và tên lửa cho Ukraine. Ukraine phải tăng cường sản xuất đạn pháo nội địa trong lúc phương Tây không thể cung cấp đủ. Theo Ngoại trưởng Kuleba, nhiều binh sĩ Ukraine trên chiến trường đang thiệt mạng vì thiếu đạn. Ông Kuleba cho biết, thiếu đạn pháo là vấn đề phát sinh ngay từ đầu trong xung đột. Ngoại trưởng Kuleba chia sẻ, các sĩ quan và lính Ukraine liên tục nói rằng lực lượng Nga vượt trội họ về nguồn cung đạn pháo, đồng thời cho rằng một trong các lý do là Nga có nguồn cung đạn pháo từ Triều Tiên. Ông Kuleba nhận định, nghe có vẻ nực cười, nhưng dường như Triều Tiên cung cấp đạn pháo cho Nga hiệu quả hơn các đồng minh đang làm cho Ukraine. Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, các nước phương Tây đã viện trợ cho Kiev những gói viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cùng với những vũ khí hiện đại nhằm khiến quân đội Nga nhanh chóng thua cuộc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, các lực lượng Nga đang dần thích nghi với tất cả các loại vũ khí của Mỹ và phương Tây. Điều này khiến Kiev thực sự lao đao khi trên thực tế là đã không có loại vũ khí thần kỳ nào có thể giúp họ chiến thắng. Thất bại rõ ràng của cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine mà Kiev từng kỳ vọng là cú đấm có 1-0-2 có thể đánh bại Nga đã khiến nước này phải thay đổi chiến lược cuộc chiến và cả kỳ vọng về khả năng lội ngược dòng. Lực lượng vũ trang Ukraine có thể chống lại các cuộc tấn công đang diễn ra của Nga và bổ sung năng lực cho các cuộc tấn công mới vào năm 2025 với sự hỗ trợ bền vững của phương Tây.
Theo quan điểm này, nếu Ukraine được cung cấp đủ tên lửa tầm trung và tầm xa, có thể thay đổi cuộc chơi, có thể làm suy yếu các nút hậu cần, chỉ huy và kiểm soát của Nga và khiến Moscow khó có thể giữ vững quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ đang nắm giữ hiện nay, bao gồm cả Crimea. Điều này xuất phát từ việc họ cũng tin rằng lực lượng Nga đang thiếu hụt nghiêm trọng các loại vũ khí quan trọng và do đó thiếu khả năng gây áp lực lâu dài lên cơ sở hạ tầng của Ukraine. Cả hai cách tiếp cận khuyến khích các nhà hoạch định chính sách phương Tây tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ cho Ukraine đều nhằm mục đích hy vọng Kiev có khả năng giành được chiến thắng tổng thể. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Mark Epikopot tại Đại học Marymount, cách tiếp cận trên có nguy cơ đẩy Kiev vào tình trạng quân sự, thậm chí còn bấp bênh hơn trong vài năm tới. Kiev đã nhận được khoảng 20 tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội M-39 Block 1 Attack từ Mỹ vào cuối năm 2023. Những tên lửa biến thể cũ này có tầm bắn 170 km, được AFU sử dụng để tấn công các sân bay do Nga kiểm soát ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Trong một bức thư vào tháng 11 năm 2023, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển thêm Attack, bao gồm cả các biến thể tầm xa tiên tiến, cho Kiev với mục đích duy trì, yêu cầu về khả năng tấn công sâu của Ukraine. Cựu tướng Mỹ Ben Hawkes lập luận rằng, việc cung cấp Attack và các tên lửa khác của phương Tây, bao gồm cả tên lửa hành trình Taurus của Đức, sẽ cô lập Crimea và khiến các lực lượng Nga không thể trụ được. Tướng Hawkes viết, Attack với tầm bắn 300 km sẽ khiến Crimea trở nên bất khả xâm phạm, không có nơi nào cho hải quân, không quân, hậu cần Nga ẩn náu ở Crimea. Tuy nhiên, trên thực tế, Bộ Chỉ huy Nga lại nắm rõ loại vũ khí phương Tây nào chưa được cung cấp cho Ukraine và ở giai đoạn này của cuộc chiến. Moscow đã có nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm, để mô phỏng tác dụng của chúng và đưa ra các biện pháp đối phó trước, làm giảm yếu tố bất ngờ về công nghệ. Gần như chắc chắn rằng quân đội Nga sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương pháp phân tán lực lượng và phát triển các biện pháp đối phó bổ sung để giảm thiểu tác động trên chiến trường trong tương lai của tên lửa tầm trung và tầm xa của phương Tây. Tương tự, Nga có thể đáp trả việc mở rộng cung cấp tên lửa của phương Tây bằng một loạt các biện pháp bất đối xứng, tạo điều kiện cho cường độ xung đột leo thang nguy hiểm. Tên lửa do phương Tây cung cấp có thể được sử dụng để gây tổn thất hoạt động cho lực lượng Nga bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng có giá trị cao. Nhưng những cuộc tấn công này không mang lại giá trị chiến lược lâu dài. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tấn công có thể được tiến hành trên quy mô đủ lớn để đánh bại lực lượng Nga ở Ukraine. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas chuẩn bị bước sang tháng thứ 5, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, xung đột vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương, hàng triệu người dân không có nhà ở. Tuy nhiên, tù nhân Palestine đang thụ án chung thân ở Israel vì đã thực hiện 5 vụ tấn công, được cho là đang nắm giữ chìa khóa cho lệnh ngừng bắn có thể cứu mạng hàng nghìn người ở Gaza. Khi Hamas quyết tâm đưa ra điều kiện đổi người này lấy các con tin Israel bị bắt ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lãnh đạo kỳ cựu ở bờ Tây, ông Marwan Barghouti bị Israel mô tả là khủng bố và bị bỏ tù năm 2002 vì tấn công khiến nhiều người thiệt mạng. Ông hiện được cho là nhân tố đứng đầu danh sách của Hamas liên quan đến thỏa thuận trao đổi tù nhân Palestine để lấy con tin Israel với Tel Aviv. Ông Barghouti được những người ủng hộ ông gọi là Nelson Mandela của người Palestine và giờ đây được coi là chìa khóa cho lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, chính phủ Israel vẫn chưa đồng ý trả tự do cho tù nhân này hoặc xác nhận sẽ đồng ý với điều kiện này của Hamas, mặc dù nhiều nhà đàm phán tin rằng việc này đã gần kề. Gia đình ông Barghouti cho biết ông này đã bị chuyển đến khu biệt giam và bị giam trong bóng tối với tiếng nhạc lớn trong nhiều ngày. Cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền nhà tù Israel chưa bình luận về cáo buộc trên, nhưng cho biết họ hoạt động theo đúng quy tắc và thủ tục. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times, con trai của người tù nhân nổi tiếng là Arab Barghouti cho biết, "Cha tôi là một người Palestine bình thường, đã lựa chọn cống hiến cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của người dân Palestine." Tuy nhiên, Israel coi ông Barghouti là người đã từ bỏ tiến trình hòa bình để lãnh đạo cuộc nổi dậy hay Intifada thứ hai. Intifada là thuật ngữ chỉ các cuộc nổi dậy đồng loạt kéo dài nhiều năm của người Palestine chống lại nhà nước Israel. Vào năm 2000, Intifada thứ hai nổ ra khi các chiến binh Palestine chiến đấu với quân đội Israel, vụ việc khiến hàng nghìn người Palestine và Israel thiệt mạng. Một số điểm dừng xe buýt, nhà hàng và câu lạc bộ đêm đã bị những kẻ đánh bom cảm tử tấn công. Ông Barghouti được cho là đã không đưa ra lời báo chữa trong phiên tòa xét xử tội của mình sau những cuộc tấn công này. Ông Barghouti đã được chứng nhận là lãnh đạo cao nhất của Fatah, phe chính trị thế tục lớn nhất ở lãnh thổ Palestine và trong tổ chức giải phóng Palestine. Fatah và Hamas từng cho rằng Intifada thứ hai là cần thiết vì tiến trình hòa bình đã sụp đổ. Bên cạnh đó, Israel cáo buộc ông Barghouti và các nhà lãnh đạo Palestine khác là chủ mưu khiến hàng trăm thường dân Israel thiệt mạng. Tuy nhiên, đáp lại, tránh văn phòng của ông Barghouti,
Ahmed Gunaim cho biết cựu lãnh đạo người Palestine luôn chống lại việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cho rằng các phe phái khác và cá nhân các chiến binh đã tự ý hành động. Mức độ yêu thích của ông Bagouti được cho là còn vượt qua cả lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh. Một cuộc thăm dò dư luận được tiến hành giữa những người Palestine từng cho kết quả, ông Bagouti sẽ nhận được 47% phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống so với 43% dành cho ông Ismail Haniyeh. Tuy nhiên, vị thế của ông Haniyeh được cho là đã tăng lên kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra. Ngày 5 tháng 2, Taipei Times đưa tin, Mỹ đã gửi thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai Manpad Stinger tới Đài Loan vào năm ngoái nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của hòn đảo. Taipei Times cho biết, các đơn vị phòng thủ khu vực trung tâm như quân cảnh, thủy quân lục chiến và các đơn vị lực lượng đặc nhiệm được ưu tiên vũ khí được cấp theo đạo luật Ủy quyền Quốc phòng NDAA của Mỹ cho phép để tăng cường khả năng phòng vệ của Đài Loan. Ngoài tên lửa Stinger, gói viện trợ mới nhất của Mỹ cho Đài Loan còn bao gồm 1.000 khẩu pháo M240B, 80.000 bộ thiết bị chiến đấu, hệ thống radar cũng như hệ thống tập huấn tên lửa Harpoon. Tên lửa vác vai Stinger được Mỹ phát triển vào cuối thập niên 1970, đưa vào biên chế năm 1981 và liên tục nâng cấp cho tới nay. FIM-92 được thiết kế chuyên để bắn hạ mục tiêu bay thấp, đặc biệt nguy hiểm với trực thăng và máy bay vận tải. Stinger được coi là bước tiến lớn so với dòng FIM-43 RDZ trước đó. Tên lửa được tăng tầm bắn, khả năng đánh chặn mục tiêu bay nhanh và trang bị hệ thống nhận diện đối thủ TA. Mẫu FIM-92 cơ bản có tầm bắn 4,5 km, trong khi các biến thể hiện đại nhất của quân đội Mỹ có thể đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách 8 km. Chuyên gia quân sự Stavros Atlamazoulou của tờ Business Insider đánh giá, với tầm bắn hiệu quả 4,5 km, nó có thể bắn trúng mọi mục tiêu bay dưới 3,5 km. Đầu dò bằng hồng ngoại có thể dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu nhờ bám bắt tín hiệu nhiệt trên phi cơ, thường là động cơ. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán thiết bị trị giá $300 triệu để giúp duy trì hệ thống thông tin chiến thuật của Đài Loan. Phía Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc hỗ trợ trên sẽ cải thiện năng lực của Đài Loan nhằm đáp ứng những mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, thông qua việc tăng cường mức độ sẵn sàng hoạt động. Về vấn đề này, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng cho biết gói thiết bị mới sẽ giúp duy trì hiệu quả chỉ huy tác chiến hỗn hợp cũng như hệ thống kiểm soát, từ đó cải thiện nhận thức trên chiến trường. Trong khi đó, Bắc Kinh cáo buộc thương vụ bán vũ khí gần đây đã làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Bắc Kinh sẽ trừng phạt 5 nhà sản xuất quân sự của Mỹ để đáp trả việc các công ty này bán vũ khí cho Đài Loan. Mặc dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ là đối tác kinh tế và quân sự hàng đầu của hòn đảo. Các thương vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan thường là nguyên nhân gây ra căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, chuẩn đô đốc Carlos Sadiello mới đây đã bác bỏ những lo ngại về việc tên lửa đạn đạo chống hạm của Trung Quốc có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Hải quân Hoa Kỳ. Ông Sadiello nói, "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nhóm tấn công tàu sân bay của chúng ta sẽ có thể hoàn thành sứ mệnh được giao một cách hiệu quả và an toàn." Chuẩn đô đốc Sadiello là chỉ huy nhóm tấn công do tàu sân bay Can Vinson dẫn đầu. Khi nói về tên lửa sát thủ tàu sân bay của Trung Quốc, ông Sadiello đang đề cập đến tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Theo một số báo cáo, trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tăng gấp đôi kho tên lửa đạn đạo chống hạm của mình lên ít nhất 1.000 quả, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa hàng ngàn km. Năm 2021, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng DF-26 sẽ mang lại cho nước này khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa từ lục địa nhằm vào các chiến hạm, bao gồm cả tàu sân bay hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất của Trung Quốc. Nó là bước phát triển từ DF-21 với tầm bắn lớn và độ chính xác được gia tăng. Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể nó được chấp nhận vào biên chế. Mặc dù vậy, tên lửa DF-26 đã được nhìn thấy lần đầu tiên vào năm 2015 trong cuộc duyệt binh, cho thấy nó đã phục vụ trong lực lượng pháo binh số 2 của Trung Quốc từ vài năm trước đó. Trung Quốc tự hào tuyên bố DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung xuất sắc nhất thế giới do cả Nga lẫn Mỹ không có sản phẩm tương tự vì chịu ảnh hưởng của Hiệp ước INF. Đối thủ có thể so sánh với tên lửa DF-26 trong khu vực là Agni-5 do Ấn Độ sản xuất. Nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự thì tính năng kỹ chiến thuật của DF-26 cao cấp hơn nhiều. Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 là loại 2 tầng sử dụng động cơ nhiên liệu rắn có chiều dài 14m, đường kính thân 1,4m, trọng lượng phóng 20 tấn. Tầm bắn của tên lửa DF-26 chưa thấy công bố rõ ràng, ước tính vào khoảng 3.000 đến 4.000 km, thậm chí có nguồn tin còn khẳng định rằng con số này ít nhất phải đạt tới 5.000 km. Tải trọng đầu đạn mà tên lửa DF-26 có thể mang theo nằm trong khoảng 1,2 đến 1,8 tấn. Nó lắp được đầu đạn hạt nhân.
nhờ sử dụng hệ thống định vị toàn cầu bắt đầu mà sai số của DF-26 chỉ nằm dưới 10 mét. Để làm nhiệm vụ chống vật thể di động ở tốc độ nhanh như tàu sân bay, Trung Quốc đã chế tạo cả phiên bản DF-26 mang đầu đạn do radar chủ động. Đường bay của DF-26 cũng được nhận định là rất phức tạp và không thể đoán trước, mặc dù chỉ là những cú bổ nhào có hiệu trình nhưng vẫn cực kỳ khó đánh chặn. Theo các chuyên gia quân sự, một vụ phóng tên lửa DF-26 di động từ sâu bên trong nội địa Trung Quốc sẽ khó bị chặn hơn so với triển khai từ khu vực gần bờ, vì lúc này quả đạn đã đạt tới tốc độ tối đa. Mặc dù tính năng kỹ chiến thuật là rất đáng gờm, nhưng DF-26 chưa từng trải qua thực chiến, cho nên năng lực tấn công chính xác vào mục tiêu di động của nó vẫn là dấu hỏi lớn. Nhưng kể cả chức năng sát thủ diệt hạm kém hiệu quả đi nữa, thì DF-26 vẫn đủ sức gây tổn hại nghiêm trọng trong các căn cứ quân sự Mỹ bố trí trong khu vực, khiến Washington không thể coi nhẹ.